Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường nhiều tàu khách trên nhiều tuyến, đặc biệt các tuyến có điểm xuất phát từ ga Sài Gòn. Cụ thể, ngoài các tuyến tàu vẫn chạy hàng ngày, sẽ có thêm nhiều đoàn tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại. Với tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn, chạy thêm tàu từ ga Sài Gòn đi Quy Nhơn vào các ngày 29 tháng 8 đến 2 tháng 9 năm 2024. Tàu từ Quy Nhơn đi ga Sài Gòn các ngày 30 tháng 8 đến 3 tháng 9 năm 2024. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang từ ga Sài Gòn đi Nha Trang chạy thêm tàu SNT4 vào các ngày 29 đến 30 tháng 8, tàu SNT8 vào ngày 30 tháng 8. Từ Nha Trang đi ga Sài Gòn, tàu SNT5 chạy các ngày 2 đến 3 tháng 9 năm 2024. Trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá vé thường xuyên cho các đối tượng chính sách xã hội, người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng. Bên cạnh đó, khi mua vé khứ hồi, hành khách sẽ được giảm 5% giá vé lượt về cho cá nhân và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên.